xin chào quý vị khán giả của chương trình sống như nước à, chúng ta đã biết được nhiều điều thú vị về nước qua các buổi trò chuyện trước đây và tôi hy vọng ngày hôm nay là bạn minh đăng à, một doanh nhân đồng thời cũng là một nương y rất là tâm huyết với vấn đề nước và sức khỏe sẽ đem đến cho chúng ta thêm một điều thú vị nữa về nước À, hôm nay thì tôi muốn mang đến một điều thú vị là nước có khả năng uh, lưu trữ ký ức tức là nó có uh, khả năng lưu trữ thông tin và trao truyền thông tin thì uh, trước khi đi sâu vào cái vấn đề này thì uh, tôi xin phép kể một câu chuyện về một nhà khoa học uh, họ đã làm một cái uh, nhóm này đã làm một cái thí nghiệm khoa học uh. nhà khoa học này tên là valentino uh, genin uh. và ông đã thả một con amip vào trong một cái bình chứa uh. và khi mà ông thả cái con amip này trong cái bình chứa thì ông uh, mới cho cái axit asotic uh, mà dạng lỏng tức là dạng nhẹ vào trong cái bình chứa. Và khi mà cái axit này nó đi vào trong bình chứa nhưng nó chưa đi đến cái con amip này và cũng chưa có hòa tan vào trong nước. Nhưng cái con amip này nó đã bị tê liệt. À, nói rõ một chút thì con amip là một cái thực thể đơn bào và nó không có một cái hình dạng cụ thể và thường được sử dụng trong các cái nghiên cứu khoa học và người ta dùng con amip để làm các cái thí nghiệm và cái thí nghiệm này nó nói lên rằng là thật ra nước có khả năng trao truyền lưu giữ và trao truyền thông tin nhờ vậy axit chưa đến con amip nhưng mà con amip nó đã bị ảnh hưởng bởi cái lượng axit này à, theo như bạn nói á, thì tôi hình dung ra là trong một cái bình chứa người ta thả vào con amip ở một cái vị trí là trong bình rồi sau đó người ta mới cho axit vào thì khi mà cho axit vào thì axit nó cần một cái thời gian để đi, đi di chuyển từ cái điểm thả vào đến con amip. Thì bây giờ là như bạn nói thì cái thời gian di chuyển nó chưa đủ. Dạ đúng. Tức là axit vừa thả vào thì con amip đã bị tê liệt. Nghĩa là nó không phải bị tê liệt vì axit mà nó bị tê liệt vì cái thông tin từ axit gửi tới không biết là tôi hiểu như vậy là có đúng ý bạn không? Dạ rất là đúng. Tức là ừ. cái các cái báo cáo khoa học họ chỉ ra rằng là nước không chỉ có khả năng lưu giữ thông tin ừ. và trao truyền thông tin ừ. mà nó còn có khả năng lưu trữ các cái thông tin khác của môi ừ. trường xung quanh mà nó đi ngang qua. Ừ. Ví dụ như là nhiệt độ nè, áp suất nè, à, hoặc là năng lượng nè, ừ. hoặc là từ trường ừ. và rất nhiều cái thông tin đó được lưu trữ vào trong nước. Ừ và nó hoàn toàn có thể trao truyền thông tin khi mà nó đi qua những cái vùng đó và trao truyền đến những cái thực thể khác. Ngoài ra còn một thông tin nữa mà tôi muốn nhấn mạnh. đó là những cái vì cái đặc tính này của nước á, cho nên á, là những cái thức ăn mà chúng ta ăn vào trong cơ thể của mình, tại cơ thể của mình là có đến 70 đến 80% là nước. Thì do vậy khi mà chúng ta ăn những cái thực phẩm hoặc là uống nước trong một cái thái độ, một cái tinh thần tích cực thì lúc này nước nó cũng sẽ tác động đến cái thái độ và tinh thần của mình và ngược lại mình á, à, vui vẻ thì nước nó cũng sẽ vui vẻ theo tức là nó có một cái sự hỗ tương với nhau trên cái mối quan hệ của mình và nước nhà khoa học zedis cũng đã làm một cái thí nghiệm thì ông đưa ra một cái một cái lý thuyết rất là thú vị đó là những cái thực phẩm hoặc là những loại nước mà ở trong cái khu vực sống của chúng ta á, thì nó sẽ phù hợp hơn với cái cơ thể của chúng ta nôm na là ví dụ chúng ta sống ở một cái khu vực nào đó thì chúng ta nên sử dụng nước tự nhiên ở cái khu vực đó à, nước suối à, không có bị ô nhiễm và chúng ta có thể uống ngay lập tức khi mà vừa mới khai thác lên ngoài ra thì những cái loại thuốc hoặc là thực phẩm hoặc là những cái cây lá à, hoặc là ngay cả những cái loại thức ăn mà ở gần cái khu vực mà chúng ta sống thì chúng ta tiêu thụ những cái thực phẩm đó nó sẽ mang lại nhiều sức khỏe hơn cho chúng ta bởi vì cái cấu trúc của nước ở cái khu vực chúng ta sống nó sẽ hòa hợp với cái cấu trúc của nước mà cái cơ thể của chúng ta có à, điều này cũng thật là có ý nghĩa tại vì nó làm cho tôi cảm giác giống như là mình ở địa phương nào thì mình hòa hợp với địa phương đó và bạn có thông điệp gì muốn chia sẻ đến với quý khán giả của chương trình sống như nước thì ở đây nó có hai ý nghĩa thứ nhất á, là khi mà chúng ta tác động đến nước chúng ta chăm sóc nước thì chúng ta không chỉ là chăm sóc về mặt hóa học có nghĩa là lọc những cái chất dơ bẩn ở trong nước mà chúng ta hãy quan tâm đến cái tinh thần của mình à, với một tinh thần tích cực thì chúng ta sẽ mang lại đến một cái bầu không khí tích cực trong gia đình và những người thân yêu của chúng ta cũng sẽ vui vẻ hơn và nước trong cái gia đình của mình nó cũng tốt hơn và đặc biệt là nước trong cơ thể của mình á, nó cũng sẽ tốt hơn ngoài ra cái thứ hai á là cái yếu tố về nước á, nó cũng giúp cho chúng ta hiểu bản thân mình hơn và khi hiểu được những cái yếu tố này á nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái sự thay đổi và phát triển bản thân vâng xin cảm ơn bạn Minh Đăng đã chia sẻ thêm một cái điều rất là thú vị về nước xin cảm ơn và rất mong là được bạn chia sẻ một điều thú vị trong cái buổi trò chuyện tiếp theo dạ cảm ơn anh cũng cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe chương trình buổi uh, trò chuyện hôm nay đến đây là kết thúc uh, xin uh, cảm ơn uh, quý vị khán giả đã theo dõi hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo